Biến căng xuất hiện ở những ngày cuối cùng của năm 2021 và người tạo nên nó là một trong những cái tên nổi tiếng nhất ở Premier League vào lúc này, Romelu Lukaku. Cụ thể thì trả lời phỏng vấn của Sky Italia, Romelu Lukaku khẳng định anh đã đang không hài lòng với tình hình ở Chelsea hiện tại. Trung phong người Bỉ đặt dấu hỏi về hệ thống của Thomas Tuchel, đồng thời nói về viễn cảnh trở lại Inter Milan trong khi anh vẫn đang chơi ở mức độ đủ tốt. Ở tuổi 28, Lukaku vừa chuyển đến Chelsea vào mùa hè vừa qua với mức giá kỷ lục của sân Stamford Bridge là 97,5 triệu bảng. Sau 2 năm khoác áo Inter với đỉnh cao là cùng bầy rắn giành ngôi Scudetto. Kể từ khi tái gia nhập Chelsea, một thập kỷ kể từ sau khi anh khoác áo The Blue lần đầu tiên, Lukaku mới ghi được 7 bàn thắng sau 18 lần ra sân. Rõ ràng là chưa đạt được kỳ vọng khi mùa giải đã bước qua một nửa chặng đường. Có nhiều nguyên nhân khiến quái thú chưa thể tỏa sáng rực rỡ ở mái nhà xưa, trong đó khách quan có chấn thương mắt cá lẫn dương tính với Covid-19. Điều đó dẫn đến thực tế là Lukaku chỉ đá trọn 90 phút đúng một lần trong 13 vòng Premier League gần nhất của Chelsea. Đó cũng là trận đấu gần đây nhất, hòa 1-1 trước Brighton vào hôm qua khi anh là người mở tỷ số. Về mặt thể chất, tôi đang làm rất tốt, tôi đang không hài lòng lắm với tình hình hiện tại nhưng đó là điều bình thường, Lukaku mở lời với Sky. Đó cũng là cách mà biến căng làm các cổ viên The Blue lo lắng khởi đầu. Cụ thể hơn, quái thú khẳng định, tôi nghĩ rằng huấn luyện viên trưởng đã quyết định chơi với một hệ thống khác. Còn về phía tôi thì cần phải kiên trì và tiếp tục hành xử chuyên nghiệp. Tôi không hài lòng với tình huống này, nhưng đây là công việc của tôi và tôi không được từ bỏ. Dù miệng thì nói thế, nhưng cách mà Lukaku chọn Sky Italia để gửi thông điệp gây xôn xao dư luận này cũng khiến xứ sở sương mù hoang mang. Nhất là sau khi tiết lộ tình hình của mình ở Chelsea hiện tại, anh cũng để ngỏ luôn khả năng trở lại khoác áo Inter Milan, cho dù nơi đó không còn sự hiện diện của người thầy Antonio Conte. Trước đó, Lukaku từng chuyển từ Man United sang Inter vào năm 2019 và rồi ghi hợp 34 bàn thắng trong 51 lần ra sân ở ngay trong mùa giải đầu tiên tại Italia. Cựu tiền đạo của West Brom và Everton sau đó đã ghi thêm 30 bàn trong mùa giải 2020-2021, trong đó có 24 bàn thắng quan trọng ở Serie A vì nó giúp Inter giành Scudetto lần đầu tiên sau 11 năm. Đầu tháng 8 vừa qua, chính Sky Sport News đưa tin Lukaku đã nói với Inter để yêu cầu nhà vô địch Italia chấp nhận các khoản ứng trước của Chelsea, sau khi The Blue đưa ra lời đề nghị trị giá 85 triệu bảng nhưng bị từ chối. Chelsea sau đó đã trở lại với lời đề nghị béo bở hơn, trị giá 97,5 triệu bảng và xác nhận việc chiêu mộ Lukaku vào ngày 12 tháng 8. Dù cuối cùng đã gia nhập nhà đương kim vô địch châu Âu bằng cách đi trên thảm đỏ để về với câu lạc bộ từ không tin tưởng mình. Nhưng dường như Lukaku vẫn còn lưu luyến Inter lắm. Cầu thủ người Bỉ nói rằng anh hối tiếc về cách mình rời khỏi Inter, trước khi bảo thêm rằng anh tự tin rằng một ngày nào đó mình sẽ trở lại sân Giuseppe Meazza. Cụ thể anh chia sẻ, tôi không nghĩ rằng bất cứ điều gì trong số đó nên xảy ra theo cách mà nó đã xảy ra. Cách tôi rời Inter và cách tôi giao tiếp với người hâm mộ Inter là chưa hợp tình vào thời điểm ấy. Cả chính thời điểm mà tôi ra đi cũng không hợp lý và tôi rất khó chịu về điều đó. Tôi luôn cho rằng mình yêu Inter Milan và muốn chơi cho họ một lần nữa, tôi thực sự hy vọng như vậy. Lukaku cũng cho biết giờ đây là thời điểm thích hợp để tiết lộ cho người hâm mộ rằng chuyện gì đã thực sự xảy ra. Anh chỉ muốn nói những sự thật, chứ bản thân không muốn bôi xấu ai cả. Anh thực sự muốn gửi lời xin lỗi đến những người hâm mộ Inter vì không nghĩ mình nên rời đội bóng theo cách mà mình đã làm. Đáng lẽ tôi cần nói chuyện với các bạn trước, đặc biệt là sau tất cả những gì các bạn đã làm cho tôi, cho gia đình tôi, mẹ tôi và con trai tôi. Tôi sẽ không bao giờ quên điều đó. Tôi hy vọng từ tận đáy lòng rằng mình sẽ trở lại Inter, không phải trong giai đoạn cuối của sự nghiệp, mà là khi tôi vẫn ở phong độ đủ tốt để giành thêm nhiều danh hiệu cho câu lạc bộ. Ý của Lukaku là gì vậy nhỉ? Năm nay anh đã 28 tuổi nhưng vẫn không muốn trở lại Inter giai đoạn cuối của sự nghiệp. Vậy thì khác nào một hàm ý rằng mình sẽ không gắn bó lâu với Chelsea. Với tình hình hiện tại thì bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra cả, bao gồm cả giả thiết nêu trên nếu như những người ở Copham không chịu ngồi lại để xử lý những vấn đề đang xảy ra. Trong đó nổi bật nhất có hai chuyện là tình hình chấn thương và hệ thống mới của đội bóng. Còn nhớ vấn đề sức khỏe hiện diện đầu tiên từ khi Lukaku tái gia nhập Chelsea là khi anh tạm rút khỏi đội tuyển quốc gia Bỉ ở đợt tập trung đầu tháng 10 vì mỏi cơ. Nhưng ngày sau đó người ta thấy anh vẫn chơi đến 77 phút trong trận gặp Brentford vào ngày 16 tháng 10. Lúc đó thì tình trạng sức khỏe của Lukaku là không rõ ràng, kiểu vừa bảo mỏi cơ xong là đá hùng hục ngay được. Xong đến trận đấu với Malmö 4 ngày sau đó thì thật sự chẳng bàn cãi được nữa khi Lukaku dính chấn thương mắt cá dẫn đến việc phải nghỉ thi đấu. Trong trận gặp Malmö, Tuchel tiết lộ rằng Lukaku đang mệt mỏi về mặt tinh thần, đồng thời cho rằng khoảng thời gian tịt ngòi trước khung thành là do anh đã thi đấu quá nhiều. Sau đó khoảng 6 trận ngồi ngoài, Lukaku đã được điền tên trở lại danh sách đăng ký, lần lượt vào sân từ băng ghế dự bị trước Man United, Watford, West Ham và Leeds United ở Premier League. Tổng cộng là 77 phút khi vào sân thay người nhưng không ghi được bàn thắng.
Lua cú đá chính và ghi bàn trong trận hòa 3 đều với Zenit ở lượt đấu cuối cùng tại vòng bảng Champions League của Chelsea. Nhưng sau đó, chỉ sau một thời gian thi đấu ngắn ngủi trong trận đấu liền sau với Leeds United, anh tiếp tục bỏ lỡ 3 trận cầu khác vì lý do bất khả kháng. Dương tính với Covid, Lukaku ngồi ngoài trước Everton và Wolves ở Premier League, cũng như Brentford ở Carabao Cup. Trận đấu đầu tiên của tiền đạo này sau khi anh bình phục Covid là gặp Aston Villa vào ngày lễ tặng quà, nơi anh vào sân từ sau hiệp 1, để truyền cảm hứng cho chiến thắng ngược dòng 3-1 của The Blue. Ghi bàn và góp công lớn vào chiến thắng, nhưng nói trong buổi phỏng vấn độc quyền với Sky Sports sau trận đấu, Lukaku lại chia sẻ về sự thất vọng của mình khi bị kẹt bên ngoài đường biên. Tôi nghĩ rằng mình cần một màn trình diễn như thế này vào ngày hôm nay. Điều đó thật khó khăn vì mọi cầu thủ đều muốn thi đấu. Huấn luyện viên trưởng có lý do của mình khi chọn ai đá chính. Việc của tôi là tiếp tục làm việc thật chăm chỉ. Hôm nay thật tốt khi đội bóng có chiến thắng và tôi hài lòng với màn trình diễn của mình. Trong khi đó, huấn luyện viên Tuchel lại cho biết 45 phút của Lukaku trước Villa đã đi ngược lại với lời khuyên của ban y tế. Ông bày tỏ sự lo ngại về việc liệu quyết định này có ảnh hưởng đến việc trở lại đầy đủ thể lực của tiền đạo này. Cậu ấy đã có một màn trình diễn rất tốt và hữu ích, nhưng điều này không đúng một cách hoàn toàn. Ngay cả khi cậu ấy muốn, cơ thể của cậu ấy cũng chưa sẵn sàng để ra sân, ông khẳng định. Theo chiến lược gia người Đức, việc chỉ đưa cầu thủ vào sân mà không nắm được toàn bộ những tác động tích cực lẫn tiêu cực lên thể trạng của họ là điều rất không nên. Dù vậy, cậu ấy là người đã thay đổi cục diện trước Aston Villa. Không còn nghi ngờ gì về tầm ảnh hưởng siêu quan trọng của cậu ấy. Lần cuối cùng, Romelu đá chính cho chúng tôi là từ tháng 10. Nhưng sự thiếu vắng đó không đến từ chất lượng của Romelu hay chúng tôi cho rằng Chelsea có thể đá tốt hơn mà không có cậu ấy. Cậu ấy chỉ đơn giản là không may mắn khi gặp chấn thương mà thôi. Tuchel một lần nữa khẳng định lại, việc Lukaku chơi 45 phút trước Aston Villa nhiều hơn mức mà bộ phận thể lực và y tế của Chelsea khuyến nghị. Nhưng Tuchel đã buộc phải làm thế vì nghĩ Chelsea cần mạo hiểm và tấn công nhiều hơn để giành chiến thắng. Thực tế cho thấy Tuchel đã nói lời giữ lấy lời khi trọng dụng Lukaku sau trận đấu đó, xếp anh đá chính và rồi anh ghi bàn trước Brighton. Và thực ra những phát biểu gây xôn xao dư luận của Lukaku cũng đã đến từ sau trận gặp Aston Villa chứ không phải được cất lên chỉ mới đây. Nghĩa là có khi lúc chúng ta đang cùng nhau bàn luận về câu chuyện này thì nội bộ của Copham đã sớm đối thoại và tìm cách giải quyết vẹn toàn cho đôi bên rồi. Nhưng kể ra câu chuyện này cũng không hề vô nghĩa. Nó một lần nữa tái khẳng định vị thế của Lukaku ở Stamford Bridge hiện tại. Và chiều ngược lại, rõ ràng Chelsea cũng chưa đủ hài lòng với tần suất đóng góp của cầu thủ đắt giá nhất lịch sử đội bóng ở mùa giải này. Vẫn còn đó những lo lắng chứ, khi Lukaku không chọn cách đóng cửa bảo nhau mà lại lên truyền thông, lại còn truyền thông Italia nữa chứ, để đăng đàn bày tỏ sự thất vọng. Song cũng như cách giải quyết của những người đàn ông ấy, cứ nói huỵch toẹt không để lại bất cứ điều hoài nghi gì trong bụng nữa cũng là một cái hay. Chỉ có nói ra ba mặt một lời trước thiên hạ thì càng tốt, người ta mới biết đôi bên thực sự nghĩ gì và đang cảm thấy như thế nào. Khi đó nếu còn thực sự muốn giữ lại nhau thì đôi bên sẽ tìm cách, còn nếu không tất nhiên họ sẽ tiếp tục tìm lý do rồi.